Sau Hằng Nhật xin chào các bác nhé. Em có một con đang vui vui cuối ngày, bây giờ là 6 giờ tối. 6 giờ tối ngày mùng 28 năm 2023. Bác nào chốt từ giờ đến tối, các bác nào chốt thì con này TR5 các bác nhé. TR5 này. Em bán cho các bác con TR5 này vui vui ngày tối từ giờ, clip này có giá trị trong từ giờ tối 3 triệu nhé. 3 triệu chiếc máy rửa bát này, bảo hành cho các bác 3 năm và bao ship. Duy nhất một chiếc này trong tối, từ giờ đến tối, hết tối ngày hôm nay thôi ạ. Các bác nào có nhu cầu thì các bác alo nhé. Một con nội thất rất là đẹp này, cực mới, cực sạch luôn các bác ơi. Sạch nhé. Cuối ngày đang bán một con như vậy, bảo hành 3 năm, giá 3 triệu, bao ship toàn quốc. TR5 các bác nhé. Hình thức rất ok luôn. Để bác nào chốt các ba lô cho em nhé. Chào các bác.